Hành trình lập nghiệp đáng khâm phục của YouTuber Nguyễn Hải, từng mặc quần rách quay clip giờ đây thu nhập đến hơn 10 tỷ. Ta da! Đây nhà của mình đây. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà của mình coi cái nhà 900 triệu có cái gì ở trong này. Ngày đầu mới làm YouTube, Nguyễn Hải cực kỳ khó khăn khi tiền không có, những video còn thô sơ. Một bạn fan trung thành theo dõi nam YouTuber từ những ngày đầu tiên viết trong nhóm FC Nguyễn Hải: mình đã từng chứng kiến Hải mặc cái quần jean rách đến nỗi chẳng còn gì nữa để quay clip. Sau thời gian cố gắng, thành quả đã đến với Nguyễn Hải khi lượt người xem và ủng hộ ngày càng lớn. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 1,3 triệu người đăng ký, Facebook cá nhân có lượt tương tác lớn với hơn 400.000 người theo dõi. Đặc biệt, Nguyễn Hải cực kỳ nổi tiếng trên TikTok khi sở hữu kênh với hơn 4,5 triệu lượt follow. Mỗi video anh đăng tải được nhanh chóng thu hút về hàng triệu view. Theo thống kê từ Social Blade, chuyên trang nghiên cứu về các chỉ số mạng xã hội cho biết, doanh thu mỗi tháng từ kênh YouTube của Nguyễn Hải dao động từ 2.500 USD đến 39.700 USD, tương đương gần 57 triệu đến 903 triệu đồng. Doanh thu mỗi năm có thể lên đến 476.200 USD, hơn 10,8 tỷ đồng. Đây là khoản thu nhập chỉ mới tính riêng từ YouTube. Ngoài ra, chàng trai này còn có nhiều kênh xã hội khác thu hút được lượt view khủng. Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Hải khiến nhiều người khâm phục khi chia sẻ những thành quả mà bản thân mình đạt được. Từ hai bàn tay trắng, anh đã xây nhà cao cửa rộng với nội thất đắt đỏ, mua xe có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, chàng trai này còn trích hẳn một khoản thu nhập để đi làm từ thiện, mua quà, tặng tiền, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Được biết, những video của Nguyễn Hải có nội dung gần gũi, giản dị và mang đậm chất hài hước. Một bạn fan từng chia sẻ trong nhóm FC rằng, ngay từ khi biết đến Nguyễn Hải và xem những video đầu tiên đã cảm thấy được trong anh có sự cố gắng và tâm huyết. Nguyễn Hải không phải là một diễn viên hài xuất sắc nhất, mà cách thể hiện của anh rất tự nhiên. Fan không ngần ngại cho rằng Hải chính là một người thầy truyền đến nhiều lẽ phải, sự lạc quan trong cuộc sống. Cụ thể, người hâm mộ viết: nếu có cố gắng thì sẽ thành công, hoặc chỉ cần giữ được sự lạc quan thì trong sóng gió cũng sẽ có bình an. Nguyễn Hải là một phần thanh xuân của mình. Tuy nhiên, Nguyễn Hải cũng từng gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, tạm dừng các hoạt động trong một thời gian. Thông tin này đã khiến fan của anh không khỏi sốt ruột, liên tục nhắn tin về fanpage để hỏi thăm. Nguyễn Hải cũng từng quay video tiết lộ tình trạng sức khỏe của nam YouTuber. Theo thông tin từ những người bạn tiết lộ, trong một lần đi quay về, Nguyễn Hải không may xảy ra va chạm với người đàn ông đi trên đường. Được biết, nam YouTuber đi với tốc độ chậm, trong khi người đàn ông kia không tỉnh táo nên không làm chủ được hành động. Vụ việc va chạm rất may không để lại hậu quả nặng nề. Người đàn ông kia chỉ bị xây xước trên tay và đã được team Nguyễn Hải băng bó. Trong khi đó, nam YouTuber được anh em ngay lập tức đưa đi viện. Sau khi tới viện, bác sĩ khám qua và cho biết tình hình sức khỏe của Nguyễn Hải không có gì quá lo ngại, anh phải nghỉ ngơi để hồi phục nhịp.